Trong bài phúc âm khá dài hôm nay, tôi xin được có ít lời trong cái câu đầu tiên. Khốn cho các ngươi hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào, vì các ngươi không vào mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào. Thưa anh chị em, thì cái chữ nước trời nó có rất là nhiều nghĩa. Nhưng mà ở đây tôi xin dùng một cái nghĩa nó gần gũi với chúng ta hơn là nước thiên đàng. Thế thì bây giờ là khi nói đến nước thiên đàng đó, thì cái một cái câu hỏi mà người ta hay đặt ra là như thế này. Tức là khi chúng ta lên thiên đàng thì chúng ta có nhận ra đâu là cha, đâu là mẹ, đâu là anh, đâu là chị, đâu là vợ, đâu là chồng? Chúng ta có nhận ra nhau không? Thế thì tôi xin được nói một cách cũng rất là ngắn gọn. Chúng ta đừng có hiểu rằng là thiên đàng là một cái nơi rồi là quy tụ về đó. Cái nhà thờ mình đây á, giỏi lắm thì cũng được cỡ chừng 400 là chật rồi. Mà cái thế giới này là bây giờ nó trên 10 mấy tỷ rồi. Thế thì thiên đàng chỗ nào đó mà ở? Cho nên chúng ta đừng có hiểu theo cái nghĩa bình thường là thiên đàng là một cái nơi. Chúng ta nghe Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài nói như thế này: thiên đàng không phải là cái nơi ở, mà là một cái tình trạng sống. Nó không phải là một cái nơi ở, mà là một cái tình trạng sống. Cho nên chúng ta hiểu theo một cái nghĩa nó khác, nó cao siêu hơn. Đấy. Thế thì bây giờ trên thiên đàng là chúng ta có nhận ra nhau không? Thì chúng ta nên nhớ rằng là khi nói lên thiên đàng á, là anh chị em nhớ là bao giờ Chúa cũng nhắc chúng ta rằng là khi lên thiên đàng thì chúng ta sống như thiên thần. Do đó thì chúng ta thấy như thế này, tức là khi Chúa Giê-xu sống lại vinh hiển, thân xác của Ngài vinh hiển, và khi gặp các tông đồ thì các tông đồ vẫn nhận rằng đó là Chúa Giê-xu. Cho nên cái thân xác phục sinh nó khác với chúng ta. Cho nên đừng cái quan điểm như là chúng ta vẫn nghĩ thì nó chưa có đến nơi đâu. Rồi Thánh Jerome Ngài có nói như thế này: khi được phục sinh, con người sẽ trở nên thiên thần của Chúa. Chúng ta trở nên thiên thần, chứ không phải là đang còn mang cái thân xác con người đó, nhưng mà đã trở nên thiên thần của Chúa. Mà nói đến thiên thần thì không nói đến cái chuyện vật chất ăn uống hoặc là làm đẹp cách này cách kia, nó theo một cái nghĩa của các thiên thần nó khác. Rồi Thánh Cyrilô thầy Arkhangelia thì Ngài có nói như thế này: tất cả những ham muốn đã bị lấy đi khi chúng ta giống với các thiên thần. Chúng ta biết rằng là lên thiên đàng chúng ta sống theo tư cách là các thiên thần. Cho nên nó không phải như trần gian này, mà mọi sự đều được nâng cao, linh thiêng hơn. Thưa anh chị em, thì đó là cái phần thứ nhất, để giải thích một cái cách nào đó cho chúng ta thấy rằng là trên thiên đàng, dù là cái thân xác chúng ta đã chết, nhưng mà đã được trở nên vinh hiển trong thân xác phục sinh của Chúa, chúng ta trở nên giống như thiên thần, cho nên chúng ta vẫn nhận ra nhau. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì chúng ta xin lễ cầu hồn. Thì tôi xin kể một cái câu chuyện đăng trong báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày xưa đó. Thì một cái anh kia có viết hỏi các cha dòng Chúa Cứu Thế như thế này: thưa cha, ba con dỗ 15 năm, con nói với anh em trong nhà đó,
là sắp lễ của ba rồi, cho nên là chúng ta phải xin lễ để cầu nguyện cho ba. Cái là cái thằng em á, nó nói với anh nó với là cả nhà như thế này: 15 năm rồi, xin lễ rất là nhiều, cầu nguyện rất là nhiều, mà không lẽ bây giờ ba mình chưa được lên thiên đàng sao? Cho đến bao giờ mới lên được? Thì cái anh đặt câu hỏi thì anh mới nói như thế này: thì con cũng không biết như thế nào, thấy em nói như vậy con cũng chẳng biết giải quyết như thế nào, thì xin cha cho con một cái lời giải đáp. 15 năm rồi cầu nguyện, dâng lễ, còn cái linh hồn, các linh hồn mà chúng ta cầu nguyện hôm nay ấy, thì kẻ nhiều cái ít, nhưng mà cái linh hồn chính mà chúng ta cầu nguyện hôm nay ấy, là ca trưởng Hòa Yên John Bautista Lê Đình Lân, 25 năm qua đời. Thế thì tôi xin có một vài điều tóm trong cái câu trả lời của ông cha Chúa Cứu Thế. Ngài nói như thế này: xin lễ nhiều không phải là cái điều kiện chúng ta đòi Chúa phải làm theo ý chúng ta. Mà nếu như vậy thì người giàu nó lên thiên đàng hết, vì nó nhiều tiền, nó xin tiền lớn thì cha làm trước, nó xin tiền nhiều thì nó được lên. Không đâu thưa anh chị em, nó không phải vậy, nó không phải vậy. Rồi nếu mà chúng ta hiểu như thế này á, là ba cái người nghèo không có tiền á, không xin lễ không được lên thiên đàng, không có đâu. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta xin lễ thật nhiều á, và buộc Chúa phải cho người thân chúng ta lên thiên đàng, không có đâu. Chúa xử sự theo lòng nhân từ của Chúa, chứ không phải là theo cái đồng tiền của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai chúng ta hãy nhớ như thế này: chúng ta cầu nguyện xin lễ cho người thân chúng ta trong cái tinh thần hiếu thảo, nhất là chúng ta con cái thì phải hiếu thảo với cha mẹ. Chúng ta không biết rằng là cha mẹ chúng ta đã lên chưa, cho nên cứ cầu nguyện, đó là cái thái độ hiếu thảo. Và khi chúng ta cầu nguyện như thế, chúng ta nhớ đến người thân của chúng ta, thì chúng ta sẽ cố gắng sống tốt hơn. Và sống tốt hơn, đó là một cái sự đền đáp hiếu thảo quan trọng nhất, thưa anh chị ạ. Thế thì bây giờ tôi xin được đi đến một cái phần nó có tính cách là nó hơi phụ, nhưng mà nó lại chính đối với tôi hôm nay, qua hai cái chia sẻ với tôi như thế. Thì thánh lễ hôm nay đó, trước hết tôi xin nhớ rằng là tôi đi khỏi Hòa Yên lâu rồi, tôi ở đây 22 năm đó. Nhưng mà tôi vẫn luôn luôn nhớ đến những anh chị em Hòa Yên. Nhất là năm tới tôi mừng 50 năm linh mục, thì tôi cũng có viết một cái cuốn sách nhỏ nhỏ, và đa số là tôi nhớ về những người Hòa Yên, vì tôi sống ở đây lâu. Tôi chỉ sống ở Hòa Yên đây, rồi tôi có làm lễ cho Vĩnh Hòa đó một vài 6-7 tháng gì đó. Rồi nhà thờ Hòa Bình ấy, thì tôi xây nhà thờ. Rồi sau đó tôi về tòa giám mục 6 năm, tôi sang Thanh Hải 5 năm rưỡi, rồi tôi về Ngọc Thủy là 4 năm rưỡi, và tôi về hưu cho đến bây giờ là gần 8 năm. Nhưng mà thưa anh chị em á, Hòa Yên vẫn là một cái cột mốc mà tôi luôn luôn nhớ đến. Và khi tôi làm cái cuốn về Hòa Yên như vậy á, tôi rất là xúc động, là vì tôi thấy lại những cái lời, những cái gương mặt của những người tôi quen. Và trong cái công việc của tôi đó, thì tôi nhờ đến thầy sự rất là nhiều, và nhờ đến anh Tuấn cung cấp hình cho tôi. Và tôi xin không phải là cho tôi một cái hình, mà cho tôi một cái hình của gia đình. Cho nên á, tôi biết ngày xưa thì gia đình có 5-3 người thôi, mà bây giờ trong hình đó là đông á, người lớn, người trẻ, cả một cái gia đình. Tôi cảm thấy rằng là rất là vui và rất là nhớ. Thế thì bây giờ tôi xin được kể một vài người nó đặc biệt hơn. Trước hết tôi xin lời cầu nguyện cho cha Giả Minh, là cái người đã lập nên cái giáo xứ này và cái người đã xây nên cái nhà thờ này, cái nhà xứ này.
Chúng ta nhớ đến cha hướng, Ngài về ở với chúng ta cũng không lâu và Ngài đã qua đời. Tôi nhớ đến các cái biển họ, những cái người đã làm việc với tôi trong hội đồng mục vụ. Tôi nhớ đến những anh chị em giáo dân mà tôi có thể còn nhớ được. Cách riêng thì tôi xin được nhớ đến các ca trưởng, không phải là chỉ Hội Yên mà thôi, mà tôi nhớ đến một vài ca trưởng ở Ba Ngòi, tức là anh Trần Anh Hải, là một người làm nhạc và dạy nhạc cho tôi. Rồi anh Phạm Ngọc Dũng, là trước đây là giáo dân ở Hòa Yên, rồi sau vô Ba Ngòi, anh ta đã hòa âm phối khí cho tôi. Cho nên tôi vẫn luôn luôn những con người tài năng và đầy cái tinh thần phục vụ đó. Tôi cũng nhớ đến một cái anh mà trong các cái khóa thánh nhạc đó, 22 khóa đó, thì 20 khóa, thì anh ta chỉ có cái nhiệm vụ là xếp bàn xếp ghế, đem bàn lên đem bàn xuống rồi xếp để cho các học viên ăn uống thôi. Nhưng mà anh làm trong thời gian rất là lâu, 20 khóa Francisco cũng không phải là chuyện bình thường. Đó là anh Thượng đã qua đời. Tôi xin nhớ đến các cái ca trưởng cũng như là ca viên của tôi. Trong đó thì trước hết tôi nhớ đến anh Tình, là trước đây thì nhà gần đây, rồi anh đã mất với đứa con gái của mình. Tôi nhớ đến anh Sao, coi ca đoàn một thời gian ngắn, rồi bị bệnh thương hàn và qua đời. Tôi nhớ đến một anh trong ban nhạc của giáo xứ, đó là anh Vịnh đã qua đời. Tôi nhớ đến các cái giọng ca, thí dụ như là anh Hoàng Trọng Phương đã qua đời, anh Phùng đã qua đời. Tôi nhớ đến các cái ca viên, đặc biệt là chị Hà, vợ của anh Khanh, hoặc là anh Nhật. Đó là những cái người mà tôi còn nhớ được. Tôi đương nhiên là tôi phải nhắc đến cái người mà cầu nguyện hôm nay là anh John Bautista Lê Đình Lân. Chúng ta biết rằng là anh ta là một con người rất là vui vẻ, luôn luôn có tiếng cười, luôn luôn kể chuyện tếu cho ca viên nghe. Tập hát xong thì anh kể chuyện tếu, ca viên cười hễ hả, vui vẻ. Đó là một cái điểm nhớ, sống một cách rất là hài hòa và là đơn giản. Khi tôi ở bên Tây thì nghe anh bị tai nạn và đã qua đời. Và cái tai nạn đó là vì anh ta từ Nha Trang về Hòa Yên để kịp hát lễ cho các bà mẹ Monica, và không may thì đã qua đời. Cho nên tôi rất nhớ đặc biệt đến anh Lê Đình Lân trong ngày hôm nay giỗ 25 năm. Và khi nói đến người sống tất cả, người chết tất cả như thế, tôi lại đặc biệt nhớ đến anh Nguyễn Hùng Lâm, là một cái tay, nghĩa là coi như là đứng đầu ở trong các cái ca trưởng, cái giáo xứ Hòa Yên này. Và bây giờ anh ta bệnh rất là nặng. Thế thì ngoài chúng ta cầu nguyện cho các ca trưởng, ca viên, anh chị em giáo dân, cha xứ, cha phó, tất cả mọi người, thì xin cầu nguyện cho anh Lê Đình Lân đã đành, và một cái người đang còn sống, đó là anh Nguyễn Hùng Lâm. Xin Chúa qua lời cầu nguyện của chúng ta ban cho những người đã qua đời được ơn về với Chúa, và ban cho những người còn sống được nhiều ơn lành trong cuộc sống. Xin Chúa thánh hóa mọi cố gắng của chúng ta.